chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn xác, đúng trong 7 ngày tới tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Gặp thời đổi vận, số mệnh giàu sang, vận may bùng nổ, trúng số phát tài, tiền vàng nhét chật két. Quý bản mệnh tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 thân mến, nhiều người hỏi tôi rằng không hiểu sao họ sống đã quá nửa đời người mà vẫn không hết khổ, tại sao làm việc chăm chỉ quanh năm ngày tháng mà vẫn nợ nần túng quẫn, không ngóc đầu lên được, nhưng lại có những người đẻ ra đã vượt qua vạch đích, chẳng cần làm gì cũng thừa hưởng cả gia tài, cơ nghiệp bạc tỷ, tiêu mấy đời mấy kiếp cũng không hết. Đó là do số mệnh an bài của mỗi người, và chỉ những người nhìn thấy trước vận mệnh thì mới có thể thay đổi hiện thực khắc nghiệt đó. Sự may mắn cũng như vận quý nhân của bản mệnh không chỉ đơn giản do mệnh tốt, mệnh quý mà có được còn là nhờ chính bản thân con giáp này tốt bụng và chân thành trong đối nhân xử thế. Dường như chẳng khó khăn nào có thể làm Tân Hợi ngã gục khi mà luôn có quý nhân bên cạnh. Bản mệnh dũng cảm, kiên cường, làm gì cũng nỗ lực hết mình nên sẽ được mọi người yêu mến, cũng được không ít người giúp đỡ, ủng hộ trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nhờ thế mà đường đời cũng bằng phẳng hơn gấp nhiều phần. Dù đang trong hoàn cảnh khó khăn thì con giáp này cũng sẽ lạc quan, yêu đời, coi việc giúp người cũng là giúp mình, chứ chẳng đòi hỏi được báo đáp. Con giáp này cả đời luôn được quý nhân ở bên tương trợ, cũng một phần nhờ thế mà may mắn luôn ở bên mình, muốn gì được nấy. Đặc biệt, các bậc thầy tử vi hàng đầu phương Đông tiết lộ, trong 7 ngày tới này, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, có vận số cực may, cực đỏ, làm ăn gặp thời phất lên, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu có, khó ai sánh bằng. Vậy thì vận trình trong thời gian tới đường công danh sự nghiệp của con giáp này sẽ ra sao, tuổi Tân Hợi nên làm những điều gì để có thể đón một thời gian tới tốt lành, hanh thông hơn, công việc thuận lợi hơn và tiền bạc về tay nhiều hơn, thì ngay bây giờ, xin mời quý khán giả cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết ngày hôm nay. Trước khi đi vào nội dung chi tiết về vận trình tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, trong 7 ngày tới, chúng ta hãy cùng điểm nhanh qua đôi chút về đặc điểm nổi bật tính cách của người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tân Hợi sinh năm 1971 là những người vui vẻ, lương thiện, chu đáo, nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác. Vì thế, họ thường được hưởng nhiều phước lành, đi đến đâu làm gì cũng được nhiều người hỗ trợ, giúp đỡ tận tình. Có thể tính cách tốt họ đã được Bồ Tát phù hộ, giúp họ trở thành những người tốt số. Ngay từ khi mới sinh ra về sau, họ sẽ trở thành những người giàu có, làm việc gì cũng thành công, cả đời chẳng bao giờ lo thiếu tiền tiêu. Trong cuộc sống, người tuổi Tân Hợi có chí lớn và luôn lạc quan. Nếu được sao tốt tương trợ trong cung mệnh thì rất có thể họ sẽ có con đường công danh hiển đạt, có địa vị cao, có khả năng giúp đỡ mọi người, được nhiều người trọng vọng, yêu mến. Tuy nhiên, nếu không được sao tốt tương trợ, họ lại thường phạm phải những sai lầm không đáng có chốn quan trường, thường xuyên lừa gạt mọi người. Tuy mọi việc tương đối thuận lợi, nhưng lại không thu được nhiều lợi nhuận. Họ là những người không câu nệ, hình thức người tuổi Tân Hợi tính tình trầm lặng, chắc chắn, cương nghị, lòng dạ hiền lương, đôn hậu, không nề hà ngại khó và luôn dốc hết sức mình để hoàn thành công việc. Họ đảm nhận mọi công việc được giao với một tinh thần dẻo dai, không biết mệt mỏi, luôn dũng cảm, kiên trì và sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc. Do vậy, họ luôn được mọi người tín nhiệm và giao phó cho những công việc quan trọng. Họ muốn hoàn thiện bản thân mình bằng tinh thần nhẫn nại, lao động không biết mệt mỏi. Cùng với tinh thần này, họ có thể trở thành một nhà giáo ưu tú. Những người tuổi Tân Hợi thường là những người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khi gặp khó khăn, họ sẵn sàng động viên, an ủi. Họ luôn là nguồn động viên, khuyến khích người khác phát triển. Họ là những người rất thật thà và đôi khi trở nên quá ngây thơ, vì họ nghĩ cũng giống họ. Nhưng một khi họ đã mất lòng tin và lên cơn thịnh nộ thì không có gì ngăn cản họ được. Người tuổi Tân Hợi thuộc mẫu người chất phác, ít màu mè, song lại có những kiến giải rất độc đáo. Tính tình họ ôn hòa, không bao giờ đẩy người khác vào tình thế khó xử. Người tuổi Tân Hợi an phận, không thích tranh đấu. Chỉ khi bị bức bách đến đường cùng, họ mới phản kháng, nhưng họ chẳng bao giờ để bụng và cũng không đối chọi với người khác. Họ ghét phải tranh chấp với mọi người, giỏi tháo gỡ những gợn mắc mâu thuẫn của người khác. Sự chân thành và đáng tin cậy quả là tài sản đáng quý của họ.
Họ đối xử với mọi người hòa nhã, đồng thời cũng mong người khác chấp nhận những sai sót của mình. Người tuổi Tân Hợi được mọi người yêu mến do họ biết cách đối nhân xử thế, hòa nhã, mềm mỏng, họ khoan dung, độ lượng, luôn dịu dàng trước những lỗi lầm của người khác. Vì vậy, Tân Hợi luôn giữ được mối quan hệ thân thiết với mọi người trong suốt cuộc đời. Họ luôn trung thực, thành thật và biết nghĩ cho người khác, luôn giữ gìn thận trọng mối giao tình với bạn bè. Họ trân trọng tình bạn, trung thành với bạn, dù có thể họ bị thiệt hại. Một người bạn tuổi Tân Hợi luôn muốn giúp đỡ, tương trợ khi bạn gặp khó khăn. Dù cho đó sai lầm của bạn, thì người tuổi Tân Hợi vẫn không hề có ý trách cứ, mà sẽ dốc sức giúp đỡ. Tuổi Tân Hợi cũng là người dễ tin vào lời nói và việc làm của người khác, do vậy dễ bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng. Tuổi Tân Hợi không thích mê hoặc và cũng chẳng giỏi cuốn hút mọi người, càng không nói năng ngọt ngào, mà dần dần bộc lộ tấm lòng chân thật với bạn, khiến bạn càng lúc càng khó rời xa họ. Tuổi Tân Hợi thường chú trọng đến dáng vẻ đường hoàng, vừa có phong thái hào hiệp, vừa có tinh thần giúp mọi người vui vẻ, có thể thay người khác đảm đương những công việc khó khăn, mà chẳng than phiền lấy nửa lời. Khi bạn bè gặp nỗi nguy nan, họ sẽ giơ thân ra đứng mũi chịu sào, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng họ, vì họ chẳng bao giờ tính mưu gian hay quỷ kế gì. Ngược lại, có khi còn vì quá thành thật, trong sáng mà trở thành vật hy sinh. Thái độ chân thành của tuổi Tân Hợi sẽ giúp họ giành được sự giúp đỡ từ khắp nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy thì đã có người tự nguyện đến trợ giúp. Còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không phủi tay mà đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính, tin tưởng. Họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Đặc biệt, đôi khi Tân Hợi tỏ ra rất dũng cảm và có thể làm được nhiều việc lớn, khiến cho mọi người rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng khá nóng vội, nên có thể dẫn đến thất bại. Tuổi Tân Hợi thường không suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Tuy nhiên, sự ngoan cố đôi lúc có thể giúp họ giành được thành công. Tân Hợi thích tự lực cánh sinh, nhưng lại thiếu linh hoạt trong cuộc sống. Tân Hợi mệnh kim là những người sống độc lập, có ý chí kiên định và vững vàng. Một khi đã quyết định điều gì, không ai có thể thay đổi quan điểm và kế hoạch của họ. Trong một số trường hợp, tuổi Tân Hợi đạt được nhiều thành công nhờ vào sự quyết đoán, tự tin của mình. Nếu gặp phải khó khăn, Tân Hợi sẽ tự mình giải quyết, đối mặt với gian nan, thử thách. Họ không trông cậy, cũng không ỷ lại vào bất kỳ ai. Điều đó giúp Tân Hợi có những bước đi chắc chắn, chính xác trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp của bản thân mình. Nhìn lại quãng đường mà Tân Hợi đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường, nên Tân Hợi mới mưu cầu thành công, thành tựu, vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ. Muốn làm cho hết bản năng của mình, nên Tân Hợi mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Tân Hợi mới cố vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Tân Hợi vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài. Nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít. Chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Tân Hợi cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lãng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Tân Hợi sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Tân Hợi dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Tân Hợi ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn,
nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Tân Hợi có thể đổ tại giận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Tân Hợi cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Tân Hợi luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Tân Hợi giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cẩu thả, nông nổi, bột chột. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Tân Hợi như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì những nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Tân Hợi là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ dạng vật, lấy ơn báo oán. Không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài, danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Tân Hợi, đó lại là một loại thông dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló rạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững trí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biến nhát, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Di xin mời quý khán giả hãy cùng đến với phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi các phương diện chính của cuộc sống cho con giáp tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, đúng trong 7 ngày tới, vận trình cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi 7 ngày tới của tuổi Tân Hợi cho thấy, nhờ gặp được cả tam hợp thái tuế và nguyệt lệnh lâm đế dượng, nên rất có lợi cho sự phát triển sự nghiệp của người tuổi này. Vận xui xẻo trước kia tan biến, thay vào đó là vận may và niềm vui các khí trong tháng, giúp khai thông rất nhiều dự án trì trệ, bế tắc, từng đi vào ngõ cụt trước đó. Tất cả việc lớn việc nhỏ đều đạt được kết quả ưng ý, bản mệnh gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp. Bỏ công bao ngày phấn đấu và chờ đợi, cũng nhờ vậy mà cả danh tiếng và tiền bạc của bạn cũng tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt, con giáp này cũng phát huy khả năng tổ chức và sắp xếp công việc của mình, không còn tình trạng công việc dồn đóng. Trái lại, bạn xử lý việc nào ra việc ấy. Tinh thần làm việc của người tuổi này được củng cố hơn trước, với lối tư duy nhạy bén, cộng thêm với phong cách làm việc chuyên nghiệp, đi đâu, làm gì, bạn cũng được coi trọng đề bạt đảm trọng trách. Nếu được trao cơ hội, hãy cứ mạnh dạn nhận việc và thể hiện bản lĩnh bằng tất cả những kinh nghiệm mà bản thân mình có. Bên cạnh đó, các mối quan hệ sẽ giao hữu hảo xuất hiện, quý nhân giúp sức, nhiều bạn có được những sự san sẻ, hỗ trợ kịp thời, tạo ra chất lượng sản phẩm cao hơn trước rất nhiều. Ở giai đoạn này, áp lực công việc của bạn giảm đi trông thấy, chỉ cần tiến hành mọi chuyện theo kế hoạch đã định sẵn, tận tâm tận lực làm việc là không khó để chạm tay vào thành công. Tuy nhiên, mặc dù vận khí có hanh thông đến đâu, yếu tố quyết định thành bại vẫn là ở chính bạn. Bạn vẫn nên hành sự thận trọng, không được tỏ thái độ ngạo mạn hay coi thường người khác một cách quá lộ liễu, sẽ rước họa vào thân. Xét về phương diện tài lộc. Tuổi Tân Hợi trong 7 ngày tới, cùng với công việc thăng hoa, tiền bạc dồi dào, tài chính khởi sắc, tử vi 7 ngày tới nhận thấy tài vận của tuổi Tân Hợi cũng có nhiều điểm sáng rõ rệt. Dễ được hưởng lộc trời ban, nhờ được cục diện Mão Hợi bán hợp trợ lực, lại là tháng dượng, cũng đồng thời là một trong những tháng mà tài lộc của người tuổi này sáng nhất trong năm. Thu nhập của bạn ngày càng tăng, buôn bán hanh thông, cơ hội làm ăn hợp tác đầu tư lớn càng nhiều, dân văn phòng hay làm công ăn lương, có thể mạnh dạn đề xuất tăng lương. Với những biểu hiện xuất sắc của bạn thì tỷ lệ được lãnh đạo chấp thuận khá cao. Dù xét về năng lực hay kinh nghiệm công tác, bạn hoàn toàn xứng đáng đã tới lúc bạn để giá trị bản thân mình lên tầm cao mới. Tình hình kinh doanh buôn bán cũng khởi sắc trông thấy, thị trường sôi động,
Đây là lúc bạn mạnh dạn xúc tiến các kế hoạch của mình, may mắn gặp nhiều khách hàng lớn, ký kết hợp đồng giá trị, nên tiền cứ thế đổ về túi. Nếu những ai đầu cơ thì đây là thời cơ tốt để bạn thực hiện dự định của mình. Tuy nhiên, làm gì cũng nên xem xét thật kỹ để tránh cái lợi trước mắt, đặc biệt là đừng nóng vội mà đi theo con đường không chính đáng, khiến bạn thua thiệt, thậm chí rơi vào dòng lao lý. Tuy nhiên, khoảng cuối tháng có điềm báo hao tiền, bạc do kiếp tài nhập cục, vậy nên bạn phải chú ý bảo vệ tài sản cẩn thận, hãy học cách chi tiêu khoa học và tránh đầu tư mạo hiểm nhé. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tử vi dự báo 7 ngày tới, người tuổi Tân Hợi vừa được tam hợp cục trợ mệnh, lại thêm ngũ hành tương sinh che chở, nên vận trình tình cảm ngày càng hưng vượng, đào hoa khoe sắc rực rỡ, thúc đẩy nhân duyên của bạn phát triển theo hướng vô cùng tích cực. Những người độc thân trong thời gian tới có thể có được lương duyên hợp lý, không khó để tìm cho mình tình yêu đích thực. Bạn nên nhân cơ hội này chủ động mở rộng quan hệ xã giao, năng nổ gặp gỡ mọi người, tham gia vào các buổi tụ họp để tăng cơ hội cho chính mình. Mối quan hệ gia đình cũng rất hòa thuận, không khí vui vẻ, giúp bạn an tâm và cảm thấy hứng khởi hơn. Tuy nhiên, bát đũa còn có lúc xô nhau, huống gì vợ chồng chung sống cả đời. Sao tránh được những lúc cự cãi giận hờn, những lúc như vậy, hãy chú ý cách hành xử có chừng có mực, tránh gây hiểu nhầm hoặc hành xử theo cảm tính, để rồi phải nói lời hối hận. Ngoài ra, đế dượng xuất hiện trong tháng, mang hàm ý về sinh con đẻ cái, bắt đầu thời kỳ hưng thịnh. Nếu có dự định sinh con, hai bạn có thể lên kế hoạch ngay trong tháng, tỷ lệ thành công rất cao. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Tân Hợi trong 7 ngày tới này có ngũ quỷ hung tinh rình rập, sức khỏe của người tuổi Tân Hợi có thể gặp vấn đề bất lợi. Nếu không được chăm sóc cẩn thận, trường hợp xấu có thể phải hao tốn tiền của vì sức khỏe, chữa trị bệnh tật. Để bảo vệ sức khỏe, bản mệnh cần duy trì chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp. Những lúc rảnh rỗi, hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nhất là phải ngủ đủ giấc, tránh tình trạng vì lao lực mà đổ bệnh. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý an toàn trong khi sử dụng các vật dụng sắc nhọn hay khi tham gia giao thông. Tiếp theo chương trình, ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ đến quý khán giả những lời cảnh báo của các nhà tử vi về vận mệnh của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Trong 7 ngày tới, cần đặc biệt chú ý điều này. Sức khỏe giảm sút, xem vận hạn 12 con giáp, 7 ngày tới cho thấy sức khỏe của người tuổi Tân Hợi có dấu hiệu giảm sút trong thời gian này, đặc biệt là vấn đề tiêu hóa. Một vài triệu chứng khó chịu như ăn uống khó tiêu, kém ngon, đau bụng, nhắc nhở bản mệnh nên chú ý thành phần dinh dưỡng nạp vào cơ thể, trạng thái tinh thần của bạn cũng dễ trở nên nóng nảy hơn. Chỉ một chút kích thích khách quan cũng có thể khiến bạn bùng nổ và gây hấn với người khác. Hãy tìm cách cân bằng cuộc sống của mình và dành nhiều thời gian để thư giãn hơn nhé. Tiểu nhân nhòm ngó, có thể thời gian tới, người tuổi Tân Hợi sẽ rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân xấu bụng. Tiểu nhân sẽ tìm mọi cách để cản trở bước tiến của bạn, khiến bạn không dễ dàng đạt được mục tiêu. Điều duy nhất bạn có thể làm lúc này đó là hãy thực sự thận trọng, phải tự ý thức về những việc mình đang làm, nhìn rõ phương hướng, đừng để mình lầm đường, lạc lối. Và ngay bây giờ, không để quý khán giả phải đợi thêm nữa, xin mời quý khán giả cùng với Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết về vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Vận trình cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng, rơi vào tiết Tân Xuân. Người này thông minh, hiền đức, là người có địa vị, được tôn trọng nể gì, danh lợi hanh thông, phúc lộc tự tới, có thể làm nên đại nghiệp. Người này có cá tính khá mạnh, song về bản chất là người sống biết trước, biết sau, kính già, yêu trẻ, thích giúp đỡ người khác. Dù có khó khăn cũng không bao giờ thoái thác trách nhiệm, là người dám chịu trách nhiệm, sống phóng khoáng, thoải mái, hòa đồng với mọi người. Nên con giáp này có rất nhiều bạn bè, các mối quan hệ xã giao càng ngày càng mở rộng, họ còn có khả năng lãnh đạo, nên dễ đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường quan lộ. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch trùng với tiết Kinh Trập,
người này đa phần dễ làm nên thành công gian dội, địa linh nhân kiệt. Bản mệnh hấp thụ tinh khí đất trời, thông tuệ hơn người, có tài thiên phú, sống đức độ, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn. Người này có số mệnh phú quý, họ giàu sang nhưng tao nhã không hề thô tục. Đây là người vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống, yêu đời mà cũng yêu người. Xét về tài lộc thì người này chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu. Họ không quá coi trọng tiền bạc, rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ túng thiếu. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, người này sức khỏe cực kỳ tốt, có thể nói là tốt nhất trong 12 tháng sinh, tính tình thẳng thắn, cương trực, song có khi vì thế mà đắc tội với người khác, tự tạo kẻ thù cho mình, ý chí cao, chẳng muốn nhờ cậy ai, sống thanh cao, được nhiều người ngưỡng vọng. Người này không được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em. Mọi thứ có được trong tay là do chính mình làm nên. Họ có thiên hướng về nghệ thuật nên phát triển theo hướng này. Người này luôn tạo áp lực cho mình, hay vất vả chạy dạy ngược xuôi. Nhờ vào tài trí, cùng nhân phẩm, ý chí phấn đấu và tinh thần nhiệt tình, họ có thể tạo cho mình môi trường sống khá tốt, hậu vận tốt, an nhàn hưởng phú quý. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch trùng với thiết lập hạ, những chú heo sinh vào tháng này thiên tính thông tuệ, mẫn cảm, nữ mệnh số phú quý, giàu sang, nam mệnh phát về điền trạch, có được quyền chức trong tay, nhờ vào ý chí mà giành được những điều mình muốn. Có điều may mắn chẳng được nhiều, có khi có quyền thế đấy nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Xét tử vi khoa học, người này tài hoa phát tiết, có khả năng tư duy mẫn tiệp, luôn lo lắng chu đáo, tỉ mỉ mọi chuyện. Bạn biết cách giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề tâm thế, đoan trang, không phiền, không loạn. Khi khó khăn, sẽ được quý nhân giúp đỡ. Bạn bè ở bên cũng sẽ hỗ trợ phần nào. Cha mẹ là người thẳng thắn, chính trực, yêu thương con cháu. Từ tấm bé người này vốn được cha mẹ bao bọc rất nhiều. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch trùng với tiết mang trùng, người này tính tình hiền lành, có nhiều tài lẻ, tuy không có quyền thế trong tay, nhưng có thiên hướng phát triển về văn học, nghệ thuật, có thể thành công. Nhờ thế, người này có tham vọng lớn, nhưng đôi khi lại chần chừ, có gan nghĩ, nhưng không có gan làm, suy nghĩ bảo thủ, về hậu vận sẽ dần chuyển tốt hơn. Về trung vận thì không được tốt bằng hậu vận, cuộc đời họ có vận mệnh chia làm nhiều tầng, tiền vận có thể phải chịu xa cách với gia đình, khá vất vả, trung vận phải dựa vào sức mình. Vượt khó khăn để có được điều mình muốn, cuộc sống bận rộn không lúc nào ngơi tay, hậu vận có chuyển biến tốt, có thể an nhàn hưởng phúc, con cháu hiếu thuận. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch trùng với tiết Tiểu Thử, người này học sâu hiểu rộng, là nhân tài hiếm có. Tuy nhiên, họ là người trọng tình cảm, có phần thiếu ý chí và nghị lực nên không được quyết đoán, khó thành đại sự, không có trí tiến thủ, họa phúc vô thường, vận mệnh thăng trầm khó định. Người này bản tính khá ôn hòa, không quá cứng nhắc. Họ có nhiều bạn, có người ham chơi, có người lại cô lập. Tính cách của họ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Xét về sự nghiệp thì người này nếu thay đổi suy nghĩ, có nỗ lực, có cố gắng thì tất sẽ có thành công. Nếu sống thờ ơ, không có trí tiến thủ thì dễ bỏ qua cơ hội, khó gây dựng được sự nghiệp, sống khá vất vả, tới năm tháng tuổi già mới được an nhàn. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, cũng trùng với tiết lập thu, người này có cuộc sống sung túc, chẳng phải lo lắng cơm ăn, áo mặc. Tuy nhiên, người này sống khá thờ ơ, không quan tâm đến chuyện của người khác, mà cũng chẳng mấy nhiệt tình, cố gắng với việc của chính mình. Họ sống khá bảo thủ, chỉ biết đến mình, nhưng số mệnh tốt nên vạn sự như ý, vận trình thuận lợi, hanh thông, có quyền, có thế, may mắn ở bên, chắc chắn sẽ có thành công. Cuộc đời của người này khá bình yên, họ được quý nhân dẫn đường chỉ lối, người thân hết lòng giúp đỡ, nên muốn gì được nấy, phúc lộc tự về. Song cũng cần ghi nhớ, trước khi làm chuyện đại sự, phải bàn bạc thương lượng với người thân để tránh phạm sai lầm và từ đó thay đổi vận mệnh của mình. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết Bạch Lộ,
Người này trời sinh có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công, được nhiều người ngưỡng mộ. Cuộc sống sau này an lạc, giàu sang, nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mắt mới có được. Đây là người có chủ kiến, tuy họ sống thanh đạm, nhưng biết cách thưởng thức cuộc sống, dù không có ai giúp đỡ, thì vẫn sống thoải mái theo ý mình. Từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường. Người này thường không được cha mẹ thương yêu, anh chị em quan tâm, nên học cách tự lập từ sớm. Số mệnh không quá tốt đẹp, mọi thứ có được do chính tay mình làm ra. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch trùng với tiết Bạch Lộ. Người này tiền bạc dồi dào, trời cho phúc lộc, được nhiều người thầm ngưỡng mộ, sống tự do, thoải mái, tiêu dao với đời, sự nhẫn nại, kiên trì mà có được vinh hoa, phú quý. Cuộc đời người này sinh ra đã có số hưởng phúc, cuộc đời thông dong, luôn gặp may mắn, có nhiều bạn bè, nhân duyên cực tốt, vì thế chỉ cần gặp khó khăn đều được bạn bè giúp đỡ. Vận mệnh người tuổi Tân Hợi, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch rơi vào tiết Lập Đông, người này khoan dung đôn hậu, được nhiều người yêu quý và kính trọng, trời sinh hưởng nhiều hạnh phúc, có quý nhân kề bên, hậu vận cực thịnh. Nói vậy nhưng đây là mẫu người tự lực cánh sinh, họ thường phải nỗ lực rất nhiều thì mới nhận được sự hỗ trợ, anh chị em trong nhà thương mến, giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Dù là trong chuyện học tập hay trong công việc thì người này cũng khá hiếu thắng, nhất quyết phải làm theo ý mình, dù tranh đoạt cũng chẳng nề hà. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết Đại Tuyết, người này tính tình bốc đồng, cố chấp, dễ nóng giận, tuy nhiên vẻ ngoài lại rất thoải mái, có lòng tự trọng cao, danh lợi song toàn, cả đời chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Họ có thể thoải mái theo đuổi những điều mình thích, mưu sự dễ thành, làm gì cũng có được thành quả. Cuộc đời của người này hạnh phúc, vô lo, vô nghĩ, chẳng chút u sầu. Vận mệnh của họ khá tốt, ngũ quan đoan chính, dung mạo anh tú, tài lộc từ nhỏ đã chẳng hề túng thiếu, gia cảnh sung túc, giàu sang, lớn lên trong môi trường tốt, học hành giỏi giang, quý nhân nâng đỡ, đạt được nhiều thành tựu. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch, tức tháng Chạp, còn gọi là tháng Cửu Mật, trùng với tiết Tiểu Hàn, người này trời sinh phúc lộc đầy mình, có điều không có quyền thế trong tay, khó khăn không nhiều, cát ít, dễ bị tổn thọ. Cuộc đời của người này trải qua nhiều điều kỳ lạ, có những trải nghiệm chẳng giống người thường, khiến cho người này sớm từng trải, có khả năng chịu đựng cực kỳ ghê gớm. Số mệnh long đong, lận đận, nếu không có nghị lực thì khó có thể vượt qua, nhưng nếu kiên trì tiến bước thì sẽ được hưởng giàu sang, phú quý hơn người. Bản mệnh hãy nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước những thử thách có thể gặp phải, đừng vội tuyệt vọng mà hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan, tích cực, giảm nhẹ những suy nghĩ tiêu cực, thành công rồi sẽ đến sau những nỗ lực không ngừng nghỉ. Quý vị thân mến, nhân sinh tại thế, 10 phần thì có đến 7-8 phần không như ý, đường đời hiểm trở gian nan, cũng khiến Tân Hợi dễ dàng ngã lòng và lạc lối. Tuy nhiên như người xưa vẫn nói, nhân sinh chính là một cuộc tu hành, mỗi một lần khảo nghiệm tượng trưng cho một lần học tập, học được từ trong những thống khổ, sẽ nhận được sự bù đắp, đó mới là trọng điểm của nhân sinh. Vậy trạng thái tốt nhất của nhân sinh là gì? Có người nói thản nhiên, có người nói khéo léo. Thật ra cách sống tốt nhất của một sinh mệnh Tân Hợi, đó chính là sống thuận theo tự nhiên. Vì vậy, xin Tân Hợi vui lòng dứt bỏ 3 điều, đặc biệt từ 54 tuổi trở đi, nếu Tân Hợi có thể giải phóng bản thân khỏi 3 điều này, sẽ có được một cuộc sống thực sự như ý. Thứ nhất, dứt bỏ oán giận. Khi còn trẻ, Tân Hợi thường than phiền, oán giận rất nhiều, than phiền vì công tác không thuận lợi, phàn nàn về xung đột trong hôn nhân, than phiền bởi phải làm lụng vất vả vì con cháu. Nhưng tới tuổi 54, Tân Hợi nên hiểu, oán giận không có tác dụng gì ngoại trừ việc tăng thêm rắc rối, bởi vì oán giận chỉ là sự phát tiết của cảm xúc, chứ không phải là một giải pháp. Nếu Tân Hợi thực sự muốn giải quyết hết vấn đề từ gốc rễ, thì nên buông bỏ những phiền muộn của mình, dứt bỏ năng lượng tiêu cực, sử dụng thái độ tích cực để hướng về phía trước. Nếu làm được điều này, thì chắc chắn Tân Hợi sẽ có bước đi đúng đắn. Dứt bỏ năng lượng tiêu cực, sử dụng thái độ tích cực để hướng về phía trước, khi Tân Hợi học được cách không oán trời trách người, cũng không trách mình, bạn sẽ phát hiện những sự tình mà bạn từng than phiền,
thật ra cũng không gian nan như Tân Hợi từng nghĩ. Mở rộng tấm lòng, có phiền muộn cũng đừng để trong tâm, có thù hận cũng đừng ghi nhớ. Người xưa có câu, không biết muộn phiền, không nhớ tuổi tác thì sẽ không có bệnh tật. Nếu quý sư thực sự cảm thấy áp lực, hãy vận động nhiều hơn. Cùng bạn bè đi ra ngoài đâu đó, ngó nghiêng một chút, bạn biết đấy, đối mặt với những khó khăn bằng tâm lý thoải mái và tích cực sẽ tốt hơn rất nhiều so với phàn nàn vô nghĩa. Thứ hai, dứt bỏ bi quan. Có thể nói sự bi quan là trở ngại lớn nhất cho hạnh phúc, bởi vì nếu Tân Hợi luôn đối mặt với mọi người và mọi thứ trong cuộc sống bằng thái độ bi quan, thì ngay cả khi xung quanh bạn là tiếng hoan hô cười nói, bạn vẫn sẽ chỉ cảm thấy buồn bực. Những người luôn vui cười rạng rỡ kia, không phải là họ không có nỗi buồn đau và gian nan trong cuộc sống, mà là họ biết rằng đau khổ cũng không thể giải quyết được bất cứ điều gì, nó chỉ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng con người ta mà thôi. Vui vẻ sẽ trôi qua trong một ngày, mà không vui vẻ cũng sẽ cùng một ngày qua đi. Vậy tại sao bạn không thể nghĩ thoáng hơn một chút, rằng hãy đối mặt với nó bằng sự lạc quan? Sau tuổi 53, hầu hết Tân Hợi đều đã trải qua nóng, lạnh, buồn vui của đời người, nên sẽ càng thêm hiểu được cuộc sống có những việc đôi khi chính mình cũng không thể lựa chọn. Nhưng tâm tình của Tân Hợi là do chính Tân Hợi kiểm soát, cuộc sống vốn không dễ dàng, vì vậy Tân Hợi nên quẳng gánh bi quan, nên đón dạng điều với tâm trạng hân hoan nhất. Vui vẻ sẽ trôi qua trong một ngày, mà không vui vẻ cũng sẽ cùng một ngày qua đi. Vậy tại sao bạn không thể nghĩ thoáng hơn một chút, rằng hãy đối mặt với nó bằng sự lạc quan? Như vậy, cho dù tương lai là mưa gió hay cầu vồng, Tân Hợi vẫn sẽ nở nụ cười rạng rỡ nhất. Thứ ba, dứt bỏ những điều không xứng đáng. Càng trưởng thành, Tân Hợi sẽ càng hiểu được cần phải dứt bỏ dối trá và giữ lại sự hồn nhiên trong sáng trong tâm. Vì đã 54 tuổi, nên dành thời gian ở những nơi quý giá nhất, không cần phải lãng phí thời gian cho những người và những thứ không đáng. Trong quá khứ, Tân Hợi có thể phải bận tâm đến sĩ diện của mình vì những thứ rẻ ngoài hời hợt mà luôn mệt nhọc bôn ba. Nhưng ở tuổi 54 trở đi, khi tĩnh tâm và suy ngẫm lại, Tân Hợi sẽ thấy rằng tất cả những nỗ lực này chính là vô ích. Ngoài việc chiếm thời gian và năng lượng của bạn, nó không có tác dụng nào khác. Vậy tại sao Tân Hợi phải cố hết sức để làm những chuyện chỉ để lấy lòng người khác? Hãy mạnh dạn dứt bỏ những điều không đáng này, cuộc sống của bạn cũng sẽ trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Một Tân Hợi trên 54 tuổi, làm ơn hãy dứt bỏ những điều không tốt này, từ đó học cách đối xử tốt với bản thân, không còn bi quan và phàn nàn. Gạt bỏ sự mềm yếu, đừng cố chấp với những điều không xứng đáng. Làm được rồi, Tân Hợi sẽ thấy rằng cuộc đời này đang rộng mở thênh thang. Dân, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.